Khi mà xong thì là ra riêng ấy, là anh đang muốn nhập 400 con bò, từ 400 con bò 3B ấy, từ 250 cho đến 400 kg. Mà bà con nào ấy, Hoàng giới thiệu hộ cho anh cái. Bà con nào là không có nhu cầu nuôi nữa, không có nhu cầu nuôi nữa thì là có thể là gọi điện cho anh, nên là để anh có thể đánh xe đến bắt, nhưng với điều kiện là nó khoảng 15-20 con trở lên thì đủ một xe, đủ đúng không? Xe. Đúng rồi. Chứ 1-2 con thì cũng có một số người gọi, nhưng mà bây giờ đi bắt như chợ, thế chợ, nó chợ. Bao giờ cho nó đủ mà nó mất nhiều thời gian. Sau này giả sử bác nào có điều kiện thì thiết kế theo cái kiểu chuồng này thì rất là tuyệt vời luôn. Nhìn xuống lắm các bác. Vào đây thì nó thoáng đãng, thứ nhất là mái nó cao này, thứ hai là trên một cái đỉnh đồi này. Xin chào bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay mình vẫn đang ở trại anh Cường và đây là một cái chuồng mới của trại anh Cường. Anh Cường có thể chia sẻ cho em đó là làm cái chuồng này là nuôi quy mô bao nhiêu con, cộng thêm đó là tổng thiệt hại vào đây là bao nhiêu rồi? Cả sàn đất ấy. Cả sàn đất đúng không? Thực tế ra thì trong cái quá trình chăn nuôi ấy, thì anh đi theo cái ngành con bò cho nên là em xem ở bên trại cũ kia thì anh nuôi nhiều rồi, hơn 600 con rồi. Nên tại sao anh làm cái chuồng này là quy mô của cái chuồng này á, đầu tiên là diện tích anh múc cái đất này là diện tích của nó là 10.000 m2 một hát, là một hát đấy. Là khi xây dựng và đổ bê tông chuồng trại toàn bộ thì nó là 4.320 m2. Đấy, quy mô là cho 400 con bò, tức là 400 con. Mỗi ngăn chuồng như thế này là sẽ là 100 con. Dạ, có 4 cái ngăn như thế. Dạ vâng. Đấy, và tiếp tục nó là liên quan đến cả cái sân chơi. Dạ. Đấy, vì anh thấy là ở đất nước Úc hay Hàn Quốc, dạ, họ làm cái chuồng quy mô nó rất là đẹp, rất là đẹp mà nó rất là thực tế cho con bò. Họ nghĩ là con bò nó cần gì. Dạ vâng. Đấy, thế thì là thôi, trong cái quá trình anh chăn nuôi bên kia ấy, thì có một số cái mình chưa ưng. Dạ. Thế khi mà anh mong muốn là đầu tư thêm cái trại để nuôi bò nữa, dạ, thì anh sẽ làm sao để cho nó đảm bảo con bò tốt nhất có thể. Dạ. Đấy, nó được thoải mái. Em thấy nhiều trại là đổ bê tông ấy. Ừ. Để tiết kiệm, nhưng mà tại sao anh chơi hẳn thép chữ, đây là thép chữ Y này, chữ H đây. Nó là sắt chữ H. Nó là thép hình. Dạ. Nó là thép hình em ạ. Dạ. Nó dày của nó là 8 ly đấy. 8 ly. 8 ly. Thế nhưng thực tế là như thế này này. Là như cái câu mà em vừa hỏi anh là cái cột bê tông so sánh với lại cái cột thép này thì nó đắt hay rẻ. Như anh thực tế ra là để mà hạch toán ấy thì cột sắt nó đắt hơn. Nhưng cái ưu điểm của nó thì nó được rất nhiều ưu điểm. Đấy, nhược điểm của cột sắt là có hai cái. Một là nó sẽ đắt hơn. Chắc chắn nó đắt hơn, nhưng không có nhiều. Nếu như biết cách mua thì nó không có đắt hơn nhiều. Đấy, cái thứ hai, nhược điểm thứ hai là trong quá trình sử dụng nó sẽ bị rỉ. Bởi vì là cái nước đái bò thì hoặc là phân bò thì nó mặn mà. Dạ vâng. Thì nó sẽ rỉ sắt, bê tông thì không rỉ. Dạ. Thế nhưng mà bê tông thì nó có một cái nhược điểm như thế này mà những người làm trại là
bỏ cái ý tưởng là nó rẻ đi. Dạ. Rẻ không bao nhiêu đâu. Anh hạch toán rồi. Dạ. Nghe chưa? Bây giờ ông đổ một cái cột bê tông này vuông 20, ông tối thiểu ông phải dùng 4 cây sắt phi 12. Dạ. Đấy là tối thiểu nhá, không dạ. Thì ông phải dùng 4 cây phi 14, 16. Dạ. Thì mới được. Rồi là vào đai là ông phải dùng đai sắt 6 đúng không? Rồi là cái công đổ. Đấy. Thì cái mà nó rẻ hơn thì bỏ cái tư tưởng rẻ hơn, không đáng bao nhiêu. Dạ. Nhưng cái ưu điểm của cái thép hình này là gì? Này em thấy không? Toàn bộ những cái mà khi mà nó hàn kết cấu vào nhau. Bởi vì em biết là cái sức của mình ấy nó bình thường, vài chục cân thì nó bình thường. Đúng rồi. Nhưng sức con bò nó 7-8 tạ. Đúng không? Thậm chí là một nó, cái cây sắt để nó cong luôn đó. Nó cong ngay. Hoặc là ví dụ như ở cái bê tông nhá thì em bắn, em khoan cái đinh này. Xong em đóng cái em khoan một lỗ này, em lấy phi 10 mũi khoan 10 em khoan. Dạ. Ba lỗ này đúng không? Ba lỗ. Dạ. Thế sau khoan xong cái em đóng cái phi sắt phi 10 vào. Dạ. Xong bắt đầu em mới đưa cây sắt này sắt tròn này vào em hàn. Dạ. Anh nói cái bê tông này nó có độ co giãn đâu? Đúng rồi. Khi khoan vào đóng vào nó chỉ chặt được lúc bấy giờ thôi. Dạ dạ dạ. Nhưng quá trình con bò nó chạm vào, nó cựa vào rồi nó ăn, nó đẩy ra đẩy vào rồi nó đùa nghịch. Đấy, trong quá trình như thế thì nó sẽ nong dần. Dạ. Nó bung ra đến lúc đấy nó chán lắm. Dạ vâng vâng. Làm đi không bằng làm lại. Dạ vâng. Đúng không? Nó chán lắm. Thế cho nên là tại sao anh đầu tư là gì? Cái để mà mình khắc phục được cái nhược điểm của cái sắt này nó bị gì nhá. Là mình phải chát hết cái chân. Dạ. Chát hết chân. Chát hết chân. Đấy. Đúng không? Là mình tránh cho nó tiếp xúc với lại phân với nước tiểu. Đấy. Ở đấy. Rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là trong quá trình sử dụng năm đầu tiên thì nó không vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà đến năm thứ hai, năm thứ ba thì những cái chỗ nào mà nó mà có thể là liên quan đến gì. Dạ. Thì mình lấy cái máy mình chà nó đi, mình phun sơn vào. Lại phun sơn vào. Cái ống này là ống 60 ấy. Ống này là ống 60. 60 là 2 ly 9. Ống nhúng nóng. Kém nhúng nóng luôn đó. Ống nhúng nóng nhưng anh lại yêu cầu là bên đối tác là họ phải mạ kẽm luôn cho anh. Mạ kẽm vào luôn nữa, nhìn trắng bóng rồi. Lúc đầu em tưởng là nhìn đó là mạ kẽm. Mạ kẽm đúng rồi. Nhúng nóng nhưng anh yêu cầu là phải mạ kẽm vào. Rồi rồi. Vì rồi. Sao? Vì nó tăng cái độ bền lên. Đúng rồi, tăng độ tất bền nhiên lên. Này, tất nhiên nó tốn kém một tí. Thế nhưng như câu chuyện vừa nãy anh nói là sao? Là gì? Có nghĩa là mình làm sao mình phải tối ưu nó được. Dạ 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 dạ. Đấy. Mình phải sử dụng nó dài. Nói ví dụ như em thấy ông ở đây nhá là tại sao anh ví dụ anh tại sao anh dùng máy Pro? Dạ. Cái này của anh đã là 6 mét rồi. Dạ vâng. Đúng không? Cái đường đi 6 mét chiều cao ấy. Rộng cái này rộng của anh là 5 mét đấy. Dạ vâng. 5 mét sử dụng đường đi để cho bò ăn đấy. Wow. Mỗi bên này là ví dụ cái gạch này là 60 này. 60. Bên kia là 60 này. Dạ vâng. Đấy, cái máng cho ăn ấy. Dạ vâng. Đấy. Thế thì tại sao anh dùng cái cây mỡ ngâm này? Đây là cây mỡ nhá. Ở trên anh gọi là cây mỡ nhá. Dạ. Nhưng mà anh lại ngâm. Dạ. Ngâm xong anh đưa tấm Pro vào. Đấy. Cái này là nó còn rẻ hơn rất nhiều tiền so với em đưa cái hộp mà 3x6 vào. Dạ vâng. 3x6 là 1.8 vào. Một cây hộp 3x6 nhân 1.8 thì nó được 6 mét. Thì cái này nó được 15 mét. Tính ra bấy nhiêu tiền? Dạ vâng. Thì là cái cây mỡ này là cái ngọn của nó là ngọn 8. Thế còn lại ở cái ở trên kia là anh không dùng hộp nhá. Anh dạ dùng luôn y. Dạ. Y 12, wow. Dày 7 ly. Thế thì nó đấy. Chắc chắn rồi, quá chắc chắn luôn. Đó. Thì cái đỉnh mái này cao bao nhiêu anh? Đỉnh mái này là cao 6m2. 6m2 cơ à? 6m2. Bên kia là bên kia là cao 4m7. 4m7, ừ. Tự nhiên là 4m7, ừ. Đỉnh mái 6m2. Wow, cao nhỉ, thả nào nó gió vào đây, gió rất là mát, lồng lộng luôn, thích thật. Từ cột này sang cột này là khoảng bao nhiêu? 3m rưỡi. 3m rưỡi à? 3m rưỡi. Anh làm mau nhỉ? Làm mau ấy chứ. Làm mau vì thực tế ra là nó liên quan đến cả cái ấy này Hoàng ạ. Dạ. Nó liên quan đến cái mái Pro. À, cái mái Pro này nó nặng. Nặng hơn à? Nó nặng, nặng hơn tôn. Chứ còn nếu mà tôn thì có thể là đưa ra 5-6 mét thoải mái. Rồi, rồi, em hiểu rồi, rồi. Cái này là anh thiết kế là chuồng cứ 7 đến 10 ngày là dọn một lần đúng không anh? Ở đây là cứ 1 tuần anh dọn một lần. 1 tuần dọn một lần. Cứ 1 tuần dọn một lần là sao em biết ở đây anh làm thông thoáng là gần 60 mét anh đẩy phân một phát sang chứa.
đưa, có nghĩa là bây giờ mình nuôi bò mình phải dùng công nghiệp vào nông nghiệp. Dạ vâng. Đấy. Thế là cái chuồng này là rộng là 5m. 5m. À tức là 15 mét à? Ờ. Tổng cái chuồng này 15m. Cái tổng cái này á là 27m. Không, chiều rộng mà. Tổng tất cả. À, tức là cả tính cả sân chơi. Đấy nhá. Sân chơi 6m. Sân chơi 6m. Chuồng 5m. Chuồng 5m. Đường đi 5m. Ờ. Rồi. Thế là đường đi này là đường đi dành cho hai bên. Dạ vâng. Đấy. Thì có nghĩa là tính ra là hai cái sân chơi của hai bên này là thành 12m. Dạ vâng vâng. Đấy. Cộng với lại hai cái chuồng này 10m nữa là dạ, thành vâng. 22m. Dạ. Cộng với lại cái đường đi này 5m nữa là thành 27m. 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 Đây này là cứ 7 ngày là anh sẽ dùng máy xúc lật là sẽ đẩy từ đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Sang cuối chuồng ra, bên kia. Cuối đằng kia là có một cái nơi để chứa phân. Tốt. Quá, quá, có nghĩa là mình không cần người vào dọn hay là xịt rửa cái gì cả. Khi nào dọn phân là đuổi hết bò ra đây. À đúng rồi. Đuổi hết bò ra đúng ngoài rồi. Sân chơi. Bò nó ra mình có song chắn mà. Dạ vâng. Đấy. Thì em thấy ở đây anh thiết kế ở đây là nó có một cái hay ấy. Là khi mà nó muốn ra ngoài nó uống nước hay là nó vui chơi ở ngoài sân nó thoải mái. Dạ vâng. Thế cho nên là anh bảo rồi, ở Hàn Quốc hay ở Úc người ta thiết kế làm sao để cho con bò nó thoải mái nhất có thể. Đúng rồi. Nó thoải mái. Mình khi nó đã thoải mái nó không bị stress ấy, thì nó tăng cân lên cho mình nữa. Chuẩn xác. Đấy. Với lại em cũng rất thích đó là cái trại làm theo kiểu đó là thả tự do. Bởi vì là nguyên tắc của con bò được vận động. Được vận động thì cái dạ cỏ mới hoạt động. Hệ vi sinh vật rồi hệ lấm men nó hoạt động được. Đúng thì rồi. Lúc đó nó sẽ tiêu hóa nhanh hơn. Đúng đúng đúng. Thế là anh là thiết kế cái khu vực ủ phân ngoài này cũng rộng như anh nhỉ? Cái này là 720m. 720m cơ à? 720m. Ồ, tức là ra đây là anh đủ nè. Cứ 7 ngày là mình sẽ dùng máy xúc lật đẩy phân từ đầu này sang đầu kia. Sang ra cuối chuồng này, sau đó là xong mình sẽ là đưa men vào ủ. Đưa men vào ủ. Ủ xong rồi. cái này là cho run ăn. À, ủ xong bắt đầu cho run ăn luôn. Đấy. Đó. Ủa chuồng này rộng nhờ. Chỗ này hình như là 13 mét đúng không? 15 mét rưỡi. 15 mét rưỡi cơ à? 15 mét rưỡi. 15 mét rưỡi nhân với lại 54 mét. Nhưng mà cái này là anh làm cái hệ thống gì đây? Để rỉ nước đây ạ? À? Đây nhá. Khi mà tất cả là nó chạy ngầm, anh có khi rồi. Nước tiểu bò với lại nước mình xịt chuồng khi dọn đấy nhá. Dạ. Là nó chảy ra đây. Chảy ra đây là nó là một cái bể lắng. À. Sau đó là nó chảy sang ngăn bên kia. À. Tiếp tục lắng động. À. Lắng động. Sang ngăn thứ ba này tiếp tục lắng động. Dạ vâng. Sang ngăn thứ tư này bắt đầu mới là chứa nước. Oh. Thế thì cái nước này á, là anh dùng anh tưới toàn bộ cỏ, hệ thống cỏ kia em nhìn này. Đấy, nên đồi anh tưới toàn bộ hệ thống. Còn lại những cái ngăn này á, là anh đưa máy vào để vắt phân. À, máy ép phân đó. Ờ, máy ép phân đấy. Máy ép phân, em hiểu rồi. Em đấy, biết rồi. Thì ép ép được bao nhiêu thì lại nhả luôn ra đây. Oh. Đấy, có nghĩa là mình không làm ảnh hưởng đến môi trường. Không làm ảnh hưởng đảm môi trường. Đảm bảo môi trường tuyệt đối. Thì không? Nhà anh Cường đầu tư ác không? Đấy bây giờ là anh đang cần 400 con bò đây đúng không? Đúng rồi. Đấy. Giờ đến cuối năm nay thì nó cũng hòm cũng công trình này cũng sắp xong rồi. Dạ. Nó còn một số cái cuối nữa thôi, giai đoạn cuối nữa thôi. Khi mà xong thì là ra riêng là anh đang muốn nhập 400 con bò từ 400 con bò 3B ấy, từ 250 cho đến 400 kg. Mà bà con nào ấy, Hoàng giới thiệu hộ cho anh cái bà con nào là không có nhu cầu nuôi nữa, không có nhu cầu nuôi nữa thì là có thể là gọi điện cho anh, nên là để anh có thể đánh xe đến bắt, nhưng với điều kiện là nó khoảng 15-20 con trở lên thì đủ một xe đúng không? Chuyến xe đúng rồi. Chứ 1-2 con thì cũng có một số người gọi, nhưng mà bây giờ đi bắt như thế nó bao giờ cho nó đủ, mà nó mất nhiều thời gian đấy. Cái quan trọng là bà ở đây là bà con hoặc là những trại nào mà không muốn nuôi nữa, dạ, chuyển đổi công việc khác, dạ, thì mình sẽ mua lại, dạ vâng, mua lại với cái giá mà hai bên là thống nhất với nhau, dạ vâng, đấy, đó. Theo cái giá thị trường. Thì đây là cái tổng quan trại mới nhà anh Cường này, thì trại này thì nhốt được 400 con và hiện tại anh Cường cũng đang cần đó là 400 con bò choai, cái khối lượng đâu đó rơi tầm từ 250 đến khoảng 400 cân, đó. Thì bác nào mà không có nhu cầu nuôi nữa hoặc là giả sử như là chuyển đổi cái mục tiêu kinh doanh của mình chẳng hạn, thì các bác có bò ấy thì nhượng lại cho anh Cường qua số điện thoại là 0978 513 226 các bác nha. Các bác cứ điện thoại cho anh Cường
không phải ngại gì đâu, nhưng mà với một điều kiện là các bác phải có rơi tầm khoảng từ 10 đến 20 con trở lên nha, chứ đừng có 1-2 con thì không ai đến đấy mà gom được 1-2 con đâu. Đó, bởi vì là 10-20 con thì nó đủ chuyến xe. Anh ấy muốn gom về đây để nhốt đủ rơi tầm khoảng 400 con này ở trong một cái chuồng này. Đó. Giá cả thì cứ đàm phán với anh Cường các bác nhé. Đấy, một cái khuôn viên rất là rộng, và cũng kỳ vọng đó là sau này giả sử như bác nào mà có điều kiện mà làm những cái kiểu chuồng như thế này thì rất là tuyệt vời rồi, và rất là kiên cố. Em thấy là anh làm này rất là kiên cố. Anh làm bài bản đấy, cũng và nhiều. Cơ bản là em Hoàng cũng đưa bác Cường là đi cũng khá là nhiều. Đó, đi tìm hiểu nhiều. Ngày xưa làm cái chuồng khung kia mình bảo là phân tích là đi ở những cái trại lớn rồi tầm khoảng 2-3.000, 5.000 con là người ta làm theo kiểu này hết, và làm nó cũng nhàn hơn chứ không phải nó đây chăm sóc xem, thì thấy nhiều đây, quá lâu. Này cái lền nó cao hơn này. Đó, đúng rồi. Lền cao hơn 20 phân này. Đó, đấy đấy, ok. Đấy, đây là cái máng ăn ở trên này các bạn này. Đây là lát hẳn đó là cái gạch luôn các bác nhá. Lát gạch hoa. Lát gạch hoa gạch luôn. Gạch này là 60-60. Dạ vâng. Đó. Cái máng ăn gọi là 60 phân. Không, tuyệt vời. Thực sự là làm như thế này là em đấy, rất còn là còn đây em thấy là toàn bộ cái ưng ý luôn đó. Em ưng chưa? Em ưng rồi đó, em ưng rồi đó. Không phải bảo anh Cường là thế nọ thế kia nhá. Đây này anh chát hết. Chát hết cái chân này. Rồi rồi, ok. Đấy. Chát hết chân. Đảm bảo là nó không ngấm được vào cái sắt này để nó làm hỏng cái sắt. Dạ vâng. Nhưng mà sợ nó bị bung không? Chát không. Sợ bị bung không? Không, đây là mình làm liền luôn một mạch. Dạ vâng. Ừ. Các bác nhìn thấy cái chuồng tuyệt vời không? Sau này giả sử bác nào có điều kiện thì thiết kế theo cái kiểu chuồng này thì rất là tuyệt vời luôn. Nhìn xuống lắm các bác. Vào đây thì nó thoáng đãng. Thứ nhất là mái nó cao này. Thứ hai là trên một cái đỉnh đồi này. Chăn nuôi như thế này là con bò nó mới phát triển nó tốt được. Rồi có cái hệ thống đấy, xử lý phân này, xử lý cái hệ thống nước tiểu của con bò ra ngoài để xử lý, rồi xử lý men này, xử lý bằng đó là bể biogas thứ, để sau đó là cuối cùng là lấy cái nước đó tưới cho ngô, cho cỏ. Ngô cho cỏ. Ừ. Trại nhà anh là không có một cái gì bỏ đi các bác nhé. Tuyệt vời chưa? Mình khi mình chăn nuôi mình cũng phải có cái trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đúng rồi, chuẩn xác. Không làm ảnh hưởng. Không làm ảnh hưởng. Kể cả các bác sang cái trại to kia cũng không có một tí mùi nào luôn. Thậm chí đối với những cái trại này thì lại còn càng không nữa các bạn. An toàn. Cái quan trọng nhất đối với chăn nuôi bây giờ là cái vấn đề an toàn sinh học, và làm sao để con bò nó phát triển nó tốt nhất, rồi giảm thiểu cái chi phí về thuốc thang. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nếu mà giả sử như bây giờ là con bò hay bị bệnh thì mình lại phải tiêm thuốc nhiều. Đúng. Thì lúc đấy tồn dư kháng sinh nhiều, nhưng mà tạo ra được cái môi trường làm sao để con bò nó khỏe mạnh thì lúc đấy ít sử dụng thuốc. Ừ. Từ cả một năm bác không phải sử dụng thuốc thì chắc chắn là con bò nó sẽ phát đúng triển rồi. Nó nhanh rồi, đúng nó không? Khỏe mạnh mà nó không mạnh. Bị ốm đau thì nó khỏe mạnh thôi. Đó. Ừ. Rồi ok bác, thì trong video này thì chia sẻ qua với các bác đó là cái mô hình một cái trại mới của nhà anh Cường, và bác nào có bò mà không muốn nuôi nữa hoặc là chuyển đổi mô hình, các bác liên hệ với anh Cường ha, qua số điện thoại là 0978 513 226 các bạn. Rồi mình kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Em chào anh ạ. Xin chào các bác nha.